Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Người ấy lạnh lùng thật hay là giả vờ? Đây là video chọn tụ bài và các bạn sẽ chọn tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Sau đây mình sẽ chọn tụ bài nha các bạn. Mình có hai tụ bài, con bướm bướm màu hồng và con bướm bướm màu xanh. Các bạn sẽ lựa chọn một tụ phù hợp với năng lượng của mình. Mình sẽ đếm từ 6 tới 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất có thể. Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài tụ bơm bớm màu hồng. Và trong trải bài các bạn có những lá bài sau đây. Các bạn có con sóc là biểu tượng đại diện cho các bạn. Và kế đến đó là các bạn có lá bài Four of Coin, lá 4 tiền. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài Seven of Cup, 7 ly. Và lá bài cuối cùng là các bạn có lá bài Death, thần chết. Và lá bài đầu tiên sẽ là lá bài bản chất của vấn đề, tại sao họ lạnh lùng. Khi mà lá bài 4 tiền này xuất hiện, nó chứng tỏ hình ảnh cho thấy một người khá là trẻ, có vẻ khá là cứng đầu, đang cố gắng ngăn chặn mọi hành động và hướng đi của người đối diện, đó chính là bạn. Sự chống đối này có thể xuất phát từ những người chỉ muốn duy trì cái tình trạng hiện tại của họ, và đến từ ngay trong bản thân của chính họ. Họ đang cố muốn néo tránh những cái gì thay đổi, trong khi đó những điều thay đổi rất là cần thiết, bởi vì họ nhiều khi chỉ bám sát theo những gì điều quen thuộc, ngay cả khi họ biết đó rằng không phải là phương án tốt nhất dành cho họ. Và chỉ khi nào họ học được cái bài học đó, là phải nhận thức rõ ràng cái việc duy trì tình trạng kiểm soát cái cảm xúc như tình yêu là điều không thể. Và cái việc của họ đang cố gắng nắm giữ và kìm hãm quá nhiều thứ trong tất cả mọi thứ luôn, không có được thoải mái về tinh thần. Nếu như họ biết là ai cũng có sự tự do trong ý chí và tập trung vào những lựa chọn của chính họ, thì nhất định họ sẽ khác hơn sau cái việc im lặng như bây giờ. Tuy nhiên ở giai đoạn này hình như là họ đang đột ngột chuyển từ giai đoạn sợ hãi lo lắng xem một cái giai đoạn mở lòng hơn, nghĩ thoáng hơn, nhận thức tốt hơn. Nếu như họ có một lối suy nghĩ tích cực như vậy hoài á, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho chính bản thân của họ. Từ đó cái mối quan hệ của các bạn cũng sẽ tiến triển lên một phần cao rất là mới. Và thông điệp của lá bài là hy vọng á, cái người này sẽ bước ra ngoài, tìm hiểu những cái nguyên nhân và luôn luôn mở lòng mình ra để đón nhận cái tình yêu từ bạn dành cho họ. Nếu như họ chỉ biết lo lắng và ngại ngần, thì tất cả những gì là họ sẽ không được nhận lấy tình yêu từ một ai khác, bởi vì cái sự sợ hãi và lo lắng nó kìm hãm sự phát triển của chính bản thân của người này. Và nguyên nhân sâu xa của vấn đề lạnh lùng này, đó chính là cái sự bối rối do họ có quá nhiều sự lựa chọn đang diễn ra bên cạnh của người này. Khi lá bài này xuất hiện, chứng tỏ là họ đang gặp quá nhiều việc, có quá nhiều thứ họ mong được cần có trong cuộc sống, mà họ không biết rằng chỉ chọn ra những thứ quan trọng nhất, những cái thứ mà một cách căn cơ và căn bản nhất. Điều này sẽ giúp cho họ có thể kiểm soát được tình huống và cũng như là tiến hành được một tình cảm thực sự. Đang có một cảm giác rất là quá tải ở chính cái bản thân của người này. Có dấu hiệu là tình yêu của các bạn diễn ra là rất là chớp nhoáng ở trong giai đoạn đầu của mối quan hệ. Không có một quan hệ nào mà tồn tại với cảm giác chớp nhoáng đó mãi được hết á. Có thể là họ đang gặp rất là nhiều cái vấn đề lựa chọn tình cảm trong tay, tức là ngoài bạn ra còn những người khác. Hy vọng là họ sẽ tìm ra rõ ràng và cụ thể những gì họ muốn tìm có trong một mối quan hệ. Từ đó họ biết đánh giá và lựa chọn một cách thấu đáo nhất, kỹ lưỡng nhất. Hy vọng là họ sẽ thành thật với tất cả những cái người liên quan, bao gồm cả họ, bạn và những người khác. Sau đó mới tiến hành quyết định là ai mới có thể là người ở lại bên cạnh họ. Có thể gì bởi vì trong cái mối quan hệ của các bạn đang trong cái giai đoạn trầm lắng thời điểm đó, và họ đang phân vân không biết lựa chọn ai, mà họ lầm tưởng cái việc này là cái việc họ nhàm chán với tình yêu. Điều này là sai hoàn toàn nha các bạn. Thêm cái nguyên nhân khiến cho họ lạnh lùng và rời xa bạn, đó chính là họ đã dành quá nhiều sức lực để mơ mộng về những cái mối quan hệ hoàn hảo như ý họ muốn. Nhưng thực tế đâu có ai hoàn hảo, đâu có mối tình nào mà đẹp thiệt đẹp đâu. Do đó cảm giác không hài lòng về giai đoạn mà giống như là mới đầu của quan hệ đã trôi qua, bởi vì sự phấn khích ban đầu đã có thể là không có tồn tại mãi mãi, nhưng không có nghĩa là họ không có một quan hệ đam mê với bạn. Nếu như bạn, họ và bạn biết nỗ lực hết mình để gìn giữ cái mối quan hệ này, thì nhất định mối quan hệ này sẽ ra có rất nhiều cơ hội, tiềm năng để phát triển. Cơ bản cái người này không phải là người kiên nhẫn, mà cái người này họ thích ở cái vùng an toàn của chính họ,
không chịu thay đổi, không chịu cố gắng để tìm hiểu cũng như duy trì cái mối quan hệ giữa hai bạn. Và lá bài cuối cùng sẽ là lời giải cho việc lạnh lùng, thật hay là giả vờ. Các bạn có lá bài Death, thì cái lá bài này cái sự trốn tránh trách nhiệm của họ diễn ra rất là nhiều. Nếu như các bạn đang cố bám víu vào một cái mối quan hệ mà bạn cực kỳ không hạnh phúc, đơn thuần chỉ vì bạn không quen với cảm giác một mình hay không muốn từ bỏ những thứ gì đó quen thuộc với các bạn, thì nó chẳng mang cái lợi ích gì cho cả bản thân của bạn và họ hết á. Tuy nhiên lá bài Death này xuất hiện ngược, do đó cái vấn đề không có to tát như là hai bạn nghĩ. Dù gì nếu như cái mối quan hệ đang gặp khó khăn thì hai bạn cần trao đổi thẳng thắn với nhau để giải quyết vấn đề. Nếu bên kia không thể thay đổi hoặc bạn không thể thay đổi thì có vẻ đã đến lúc các bạn phải buông tay nhau. Nếu như bạn đủ can đảm để từ bỏ mối quan hệ an toàn thì khả năng bạn sẽ có được một mối quan hệ tốt hơn. Nhưng trước hết bạn phải đối mặt cái cách giải quyết trước mặt đã. Không phải là mọi mối quan hệ đều có thể sửa được, nhưng mà đừng có đâm sâu vào cái gì mà nó khó khăn tổn thương quá lâu. Khi mà bạn biết rằng cái nào là đủ, bởi vì bạn mới biết là đủ là như thế nào. Nếu như bạn đang tìm kiếm một cái gì đó ở từng người này thì bạn cần phải thay đổi cách nhìn nhận về bản chất của vấn đề, về những cái quá khứ đã diễn ra. Từ đó bạn mới có thể vượt qua cái những tổn thương đau buồn này. Bởi vì khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Bạn sẽ có một tình yêu mới đến nếu như bạn biết từ bỏ cái mối quan hệ cũ gây tổn thương cho chính bạn. Bởi vì nó sức hưởng ngược á, nên thành ra có một cái gì đó có sự là kết thúc từ lâu rồi, nhưng mà có sự nhen nhóm trở lại nha các bạn. Nếu như hai bạn thật sự yêu thương nhau thì hai bạn có thể một cơ hội để đến với nhau một lần nữa. Đây là một dấu hiệu rất là tích cực cho đời sống tình cảm của chính bạn. Và năng lượng của trải bài là bạn không thể chống lại cái sự mà từ bỏ. Nếu bạn không buông bỏ quá khứ, vũ trụ nó sẽ tìm cách đẩy bạn theo một con đường mới rất là riêng. Dù muốn hay là không muốn thì tất cả những cái quyền năng này sẽ trao bạn quyết định chấm dứt những cái gì không hiệu quả với bạn. Và sự lựa chọn ở lại trong mối tình trạng hiện tại hoặc là bạn muốn tiến tới một cái gì đó mới hơn, đương nhiên cái sự lựa chọn này chính là nằm ở ngay bạn mà thôi, chứ không phải một ai khác. Và thông điệp của Osho muốn gửi đến các bạn là gì? Là change, sự thay đổi, một thông điệp rất gần gũi với trải bài. Và thông điệp của lá bài này, đó là cái thứ bất biến duy nhất trên cái vũ trụ này, đó chính là sự thay đổi không ngừng, tiến hóa của sự cái vòng lặp đã diễn ra. Do đó các bạn phải thấy được cái quy luật này. Bởi vì các bạn thấy là dù các bạn vui hay là các bạn hạnh phúc thì sẽ có một ngày bạn sẽ thấy là buồn và tổn thương rất là nhiều. Và cái vòng tuần hoàn này giữa buồn và vui nó diễn ra liên tục. Do đó khi bạn cảm thấy mình có một cái năng lượng rất là sung sướng và hạnh phúc, bạn phải cảm ơn cho bạn cái tâm trạng này. Với cái lòng biết ơn sâu sắc thì nhất định vũ trụ sẽ tiếp tục ban tặng những cái gì với năng lượng tích cực mà bạn có được. Bạn sẽ cảm thấy là bạn sẽ không có oán giận hay là tiếp tục sống trong tổn thương nữa. Rồi bánh xe lại tiếp tục di chuyển. Và khi nào bạn nhìn rõ được cái quy luật này thì bạn mới thoát khỏi được cuộc sống đau buồn và tổn thương bạn đang có. Và con vật đại diện cho bạn năng lượng lúc này là con sóc. Nó gắn liền với năng lượng của sự cân bằng. Khi bạn có khả năng sử dụng, bạn làm việc chăm chỉ và vui vẻ, bởi vì không cần cái yếu tố bên ngoài. Đây là cái dấu hiệu bạn cần phải yêu bản thân mình hơn, cần phải thư giãn và bớt nghiêm trọng quá vấn đề. Có dấu hiệu các bạn bước vào một cái thời kỳ phát triển và thay đổi bản thân của mình rất là nhiều. Các bạn đã sống trong tổn thương và đau buồn quá lâu rồi. Đây là cái lúc bạn phải tái hòa nhập cộng đồng, phải chuẩn bị cho tương lai tươi sáng của các bạn. Hãy cân bằng mọi thứ nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài chọn bơm bớm màu xanh. Và mình xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Trong trải bài các bạn có những lá bài sau đây. Đầu tiên là các bạn có lá bài The Hanged Man treo lơ lửng. Và lá bài thứ hai nữa là các bạn có lá bài Five of Swords, năm kiếm. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn có lá bài Judgment, phán xét. Lá bài đầu tiên sẽ là bản chất của vấn đề. Các bạn có lá bài The Hanged Man. Lá bài này xuất hiện đảo ngược thì chứng tỏ là có một sự bất đồng ở họ khi họ đưa ra những cái quyết định chia tay bạn một cách rất là hấp tấp. Đây là như một cách để họ đánh lạc hướng cái bản thân của họ ra những cái sự bất mãn từ chính bên trong họ chứ không phải là bạn. Bởi vì cuộc sống của họ gặp những cái tình huống rất là xấu, nhưng họ cứ nghĩ là chia tay các bạn là họ sẽ chuyển thành tốt hơn. Nhưng mà không ngờ rằng từ tình huống xấu này sẽ chuyển sang một tình huống xấu tiếp theo. Bởi vì cái hành vi không có xem xét
đưa ra một kết luận rất vội vã từ phía người này. Và bản thân của người này đang cố gắng là tránh đối mặt với những cái thay đổi và miễn cưỡng giải quyết những vấn đề, không có chịu xem xét điều gì đã khiến cho họ lo sợ để xảy đến trong mối quan hệ của cả hai. Và họ không biết thực sự phải làm gì về cái hướng đi của họ trong cuộc sống. Nếu như họ biết dừng lại nè, hít thở thật sâu, chờ đợi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, và nếu như họ biết là những cái hành vi của họ sẽ phù hợp hơn đối với bạn, và họ cần phải thay đổi những cái thái độ cũng như là cách nhìn nhận về vấn đề, thì từ đó họ mới thay đổi được cuộc sống này. Và tình cảm của bạn sẽ khác nếu như họ chịu thay đổi cái quyết định của thái độ, tâm thái của họ nhìn cuộc sống và nhìn vào mối quan hệ tình cảm của hai bạn. Và bản thân bạn cũng cảm thấy là bạn bị vòng lặp đi lặp lại cái kiểu quan hệ tiêu cực giống nhau mà không thấy cái kinh nghiệm gì từ những cái sai lầm của chính mình hết á. Bạn đang vội vã chuyển từ mối quan hệ tồi tệ này sang một mối quan hệ tồi tệ khác, có khả năng là không chịu trách nhiệm cái vai trò của mình trong mối quan hệ này. Và cả hai bạn đều chưa có giải quyết được cái vấn đề bên trong của cả hai. Khi bạn cố gắng giải quyết vấn đề bên trong của cả hai, chính là biết tại sao dẫn đến cái mối quan hệ này chính tự bạn, thì từ đó mới tiến tới một cái người khác được. Còn không, cái mối quan hệ của bạn sẽ không bao giờ suôn sẻ, và bạn sẽ có khả năng là giữ chặt nó hoặc là buông tay, bởi vì bạn sợ cô đơn hoặc là bạn sợ cái gì thay đổi. Thật sự là hai bạn cần phải sẵn sàng đối mặt với những vấn đề từ chính bên trong nội tại của cả hai. Tiếp theo là cái nguyên nhân sâu xa của việc các bạn lạnh lùng này là cái gì? Đó chính là lá bài năm kiếm. Đây là có một dấu hiệu, có một sự cãi vã dẫn đến nghiêm trọng hơn trong một cuộc tình cảm của các bạn. Cái sợi dây liên kết của cả hai bị cắt đứt, và các bạn trải qua cái sự bất hòa, một cái gì đó mắc danh dự khá lớn, không biết ở bạn hay là người đó, một cái việc lừa đảo, nói dối hoặc cái gì, thậm chí là cái gì làm đó cho bạn rất là đau khổ. Và có thể là bạn chính là cái người gánh chịu những điều này, và thủ phạm gây ra những điều này không ai khác là họ, hoặc chính bạn là bạn thủ phạm, bởi vì năng lượng rất là hai chiều. Dù là gì đi nữa thì hy vọng là các bạn phải giữ lấy cái tầm nhìn bao quát hơn về mọi việc, xem xét bản thân của mình có quan hệ gì trong cái vấn đề đó, tìm thấy cái bài học, từ đó tìm ra cái giải pháp tốt nhất dành cho bạn và mọi người và cho họ luôn. Và thông điệp của lá bài là nếu như các bạn cần phải hành động, bước lên đấu tranh đó, thì hãy nhận thức rằng cái việc bạn làm tổn thương cho người khác trong bất cứ hình thức nào thì chiến thắng của bạn thực sự không thực là hoàn hảo. Và có dấu hiệu một trong hai bạn có cái tôi rất là lớn, xem mình là vũ trụ, do đó các bạn không có sự kết nối với những người xung quanh, từ đó không có được kết nối, dẫn đến là tình cảm hai người rất là đổ vỡ. Và có dấu hiệu không chung thủy diễn ra ở trong việc này nha các bạn. Sự gian dối là điều rất là có thực sự khi lá bài này xuất hiện. Nó lạm dụng bạo lực hay hành hung. Nếu như các bạn đang sợ hãi cái đối tác của mình, và nếu có thì bạn biết cái điều này thật sự là không có ổn. Bạn cần phải tìm đến sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè của mình. Như bạn cảm thấy là bạn bị áp lực quá là nhiều, thì hy vọng các bạn sẽ tìm kiếm ra được cái mặt tối của mối quan hệ này, cũng như cái tiềm ẩn cái nguy cơ gian dối và không trung thủy là cực kỳ rất là cao. Bài cuối cùng đó là lá bài đưa cái giải pháp cho các bạn trong cái tình huống này. Tại sao họ lạnh lùng hoặc giả vờ? Thật sự là họ lạnh lùng thật. Bởi vì nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt khi lá bài Judgment này xuất hiện. Nó là một cú đẩy, một tiếng gọi từ bên trong. Nó thôi thúc các bạn phải có những thay đổi quan trọng. Thay đổi này có liên quan đến đời sống tình cảm và bắt buộc các bạn phải làm liền ngay lập tức. Bởi đó là một cái sự chuyển đổi toàn bộ cách bạn nhìn nhận vào cuộc sống này. Và thông điệp là mong các bạn không có sống trong những cái tổn thương khi xưa nữa, mà cần phải chuẩn bị để bước lên và sẵn sàng bước ra khỏi cái mối quan hệ này là một điều rất là cần thiết. Cái sự phán xét và quyết định nhấn mạnh vào cái tầm nhìn sâu xa của chính bạn khi đưa ra quyết định cơ bản cuối cùng để cho mình có hướng đi kế tiếp. Và đây là cái thời điểm bạn cần phải nhìn nhận lại mình có cái gì đó trong mối quan hệ, tại sao dẫn đến cái tình trạng này. Thì các bạn phải lắng nghe cảm xúc của chính mình để biết rằng bạn không làm gì vô tình hoặc cố ý làm tổn thương đối phương của mình, dẫn đến họ gây cho bạn cái y chang như vậy luôn. Bạn phải cân nhắc trước khi hành động và lời nói của mình, và dám chịu trách nhiệm với những gì mà bạn đã trải qua khi xưa, từ đó mình học được cái bài học. Đây, bạn cảm thấy là đây là lúc bạn cần phải thay đổi lớn về cái tâm linh, cảm xúc của mình. Chính cái điều này
sẽ thôi thúc cho bạn tìm hiểu và định hướng sâu sắc hơn về việc phát triển bản thân của bạn, tránh ra những lối suy nghĩ cũ, từ đó nó ảnh hưởng rất bạn rất là nhiều luôn. Thông điệp là hy vọng các bạn sẽ chậm lại hơn và suy nghĩ kỹ về những cái việc đang diễn ra, và hãy cho những cơ hội khác tiến với cuộc sống của chính mình. Và lạnh lùng thật thay giả vờ thì chính nó lạnh lùng là thật sự nha các bạn. Bởi bạn, đây là cái thời gian bạn phải nên từ bỏ cái mối quan hệ cũ như mối quan hệ toxic này. Bạn phải tiến tới một cái khả năng gần là xuất hiện cái mối quan hệ mới. Nhưng bạn cần phải thận trọng hơn để đảm bảo rằng bạn không đưa ra cái vội vàng kết luận cho cái mối quan hệ, dù là tích cực hay là tiêu cực. Các bạn phải hiểu là chậm mà chắc, đây là cái vấn đề bạn cần phải xây dựng lại cho mình về cái quan điểm cũng như là cách mà mình thể hiện ra ngoài về cảm xúc của chính bạn. Và thông điệp linh vật của các bạn trong trải bài này đó chính là biểu tượng cá heo. Đây là cái sự hài hòa và cân bằng. Bạn cần phải một cái gì đó thông minh và kết hợp chặt chẽ với bản năng của chính bạn, tạo sự cân bằng giữa hai trạng thái bên ngoài và bên trong. Khi mà các bạn cảm thấy là mình thật sự là vui vẻ, bạn tiếp cận cuộc sống với sự hài hước và vui vẻ nhất có thể, đây chính là một cái gì đó nó ôn hòa và nhẹ nhàng. Và thông điệp đó chính là hòa bình, hòa hợp. Hãy vui tươi và vui vẻ, hồi sinh và cần sự hợp tác. Đây là một trong cái sức mạnh thật sự tiềm ẩn trong nội tâm sâu sắc của các bạn. Và nhắc nhở các bạn rằng phải tìm thấy những điều tốt đẹp ở mọi người và cố gắng mang lại cảm xúc hòa bình cho cuộc sống của các bạn và những người xung quanh nha các bạn ơi. Và thông điệp tiếp theo của lá bài Tarot Osho đó chính là cái sự totally, tính toàn diện. Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, nếu như bạn làm bất cứ điều gì đó, bạn đắm chìm nó đến mức tâm trí của bạn không nghĩ gì hết ngoài cái việc bạn đang làm, đây chính là cái sự hiện diện cần có mà bạn phải đem vào trong cuộc sống của mình. Khi mà bạn tập trung một cách tổng thể nhất sẽ khiến cho các bạn có khả năng đạt được tất cả những gì bạn mong muốn trong cuộc sống này. Và nếu như bạn có năng lượng là muốn từ bỏ hoặc đang làm cái gì đó bạn suy nghĩ và chần chừ và không muốn làm, thì đây chính là cái gì đó bạn nghiền ngẫm, tính toán, xảo quyệt. Thì chính cái điều này sẽ dẫn đưa bạn ra những thoát khỏi những khoảnh khắc mà các bạn có thể đạt được những cái gì tốt nhất trong cuộc sống. Do đó các bạn hãy từ bỏ cái thói quen này đi nha các bạn. Nếu như các bạn tập trung 100%, nhất định bạn sẽ đạt được tất cả những gì bạn muốn trong cuộc sống này, ngay cả tình yêu. Và mình xin kết thúc trải bài ở đây. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.